7 phòng giao dịch ngân hàng tại Bến Tre tạm ngưng hoạt động. Thì theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre, tính đến ngày 8 tháng 8, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19, thì đã có 16 ca cách ly tập trung, 146 ca cách ly tại nhà và 7 phòng giao dịch ngân hàng tạm ngưng hoạt động. Thì Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiếp nhận thông tin tình hình diễn biến dịch của các đơn vị trong ngành để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời, đảm bảo hoạt động ngân hàng không bị gián đoạn, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Thì Ngân hàng Nhà nước tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngân hàng phải đảm bảo các yêu cầu, áp dụng triệt để các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện giãn cách, bố trí nhân sự làm việc tại nhà phù hợp và tránh tập trung và có phương án xử lý cụ thể khi xảy ra các trường hợp liên quan đến dịch COVID-19 tại đơn vị. Thì Giám đốc Ngân hàng tỉnh ông Lê Công Thành đánh giá, nhìn chung hoạt động ngân hàng trên địa bàn vẫn giữ được ổn định, không bị gián đoạn, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tác động của dịch nên tốc độ tăng trưởng vốn huy động, tăng trưởng tín dụng đều chậm so với trước dịch, bình quân tốc độ tăng trưởng là giảm 10-20%.